Thưa quý vị, từng bị ung thư, hiểu được khao khát sống mãnh liệt cũng như những bất ổn tâm lý trong giai đoạn khó khăn của người bệnh. Một cô gái 28 tuổi đã nghĩ ra ý tưởng xây dựng dự án nét vẽ chân thiện mỹ thông qua việc sử dụng khả năng phun xăm thẩm mỹ của mình để làm đẹp các khiếm khuyết trên cơ thể bệnh nhân ung thư. Theo đó, cô gái trẻ này đã truyền cho họ cảm hứng và niềm vui sống khỏe để chiến đấu với căn bệnh không mong muốn này. Bùi Thị Luyến, 28 tuổi, ung thư đại tràng giai đoạn 3, bằng nhiều cách đang tích cực triển khai dự án Nét vẽ chân thiện mỹ, một dự án phun xăm miễn phí cho các bệnh nhân hoàn thành quá trình xạ trị. Mong muốn của Luyến là phụ nữ sẽ luôn đẹp và giữ vững tinh thần trong hành trình chữa bệnh có nhiều khó khăn. Những ngày điều trị trong viện, tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, Luyến đã nảy ra ý tưởng và sau khi tham khảo ý kiến của bác sĩ, Luyến quyết định triển khai dự án giúp phụ nữ bị ung thư đẹp và tự tin hơn, qua đó truyền động lực cho họ. Mình chỉ nghĩ rất đơn giản là làm đẹp cho các chị em và mọi người sẽ được tiếp thêm sức mạnh thôi. Nhưng mà không ngờ khi mà các chị em đến đây làm đẹp và chia sẻ cái câu chuyện bị bệnh của mình, thì tự dưng là lúc đấy mình cảm thấy thôi thúc là việc làm cái chương trình này muốn lan tỏa nó lớn hơn, để không cái số lượng bệnh nhân ngoài kia rất là nhiều và các chị em ai cũng mình cũng muốn tiếp thêm sức mạnh cho tất cả mọi người, dù nó chỉ là một cái món quà tinh thần nhỏ thôi. Tôi thấy cháu là một người rất là mạnh mẽ đấy, cháu nó không có cái hành trình này nên là tôi rất là gia đình tôi rất là phấn khởi, bởi vì cháu nó vượt qua được căn bệnh này. Mà cháu làm cái chương trình này thì tất cả mọi người đều động viên cháu đấy, bởi vì cháu là làm như này này, sau này là làm cho tất cả mọi người có một cái động lực để mình vượt qua được bệnh tật. Ngoài những ngày đến viện điều trị bệnh và thời gian mưu sinh, Luyến dành 2 ngày trong tuần là thứ ba và thứ tư để làm đẹp miễn phí cho bệnh nhân ung thư. Căn phòng nhỏ này đã trở thành nơi chia sẻ rất nhiều câu chuyện của người bệnh để truyền cảm hứng cho những người khác. Sau quá trình hóa trị, tóc rụng, lông mày rụng, môi thâm, nhưng qua bàn tay khéo léo của Luyến, chị em đã phần nào lấy lại được vẻ đẹp của mình. Họ thấy vui và khâm phục Luyến, một cô gái cũng bị bệnh giống mình nhưng luôn tràn đầy năng lượng, lạc quan với trái tim rộng mở. Đây là một cái dự án nó quá là có ý nghĩa để cho mình cũng như những bao nhiêu bệnh nhân khác sẽ trở nên tự tin hơn khi mà mình đẹp hơn. Mắc bệnh ung thư chưa phải là cái điểm dấu chấm cuối cùng, mà nó chỉ là khởi đầu cho một hành trình mới. Mọi người phải lạc quan trong cái hành trình này, thì chỉ có lạc quan mới chiến thắng được bệnh ung thư. Mỗi nét vẽ từ trái tim này của Luyến không chỉ làm khuôn mặt đẹp thêm, mà còn là một lời khích lệ, động viên cho các bệnh nhân ung thư. Trong hành trình chữa bệnh của mình, họ luôn có người đồng hành, tiếp thêm niềm tin để mỗi ngày luôn nở nụ cười trên những gương mặt xinh tươi.